Thưa quý vị và các bạn, huyện Thoại Sơn được biết đến bởi nơi đây có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng với núi non thiên nhiên cực kỳ tươi đẹp, nên thơ cùng di tích lịch sử và các món ngon đang chờ bạn khám phá. Nếu quý vị đặt chân đến mảnh đất Thoại Sơn mà chưa biết lựa chọn những đặc sản gì ở đây để thưởng thức cũng như làm quà cho người thân và bạn bè thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Vâng, món ăn mà anh Thư muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn chính là món khô cá lóc Thoại Sơn. Và hiện tại thì anh Thư đang có mặt tại nhà cô Bảy. Gia đình cô Bảy là một trong những gia đình truyền thống gắn bó lâu năm với nghề khô cá lóc Thoại Sơn. Và điều đặc biệt gì làm nên thương hiệu là khô cá lóc Thoại Sơn lọt vào top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam trong năm 2020-2021? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Thư tìm hiểu nhé. Nghề làm khô cá lóc ở Thoại Sơn cũng đã khá lâu đời. Nếu như món khô ngày xưa được xem là món ăn dân dã, chỉ được làm cho bữa cơm hàng ngày của người dân, thì nay được xem là một nghề. Sản phẩm khô bây giờ đã được nâng cao về giá trị thương phẩm và trở thành đặc sản. Những năm gần đây, nghề này mới phát triển, toàn huyện gần 10 cơ sở làm khô với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Nói về chất lượng thì cũng không thua kém các thương hiệu khô cá lóc khác trong tỉnh. Khô cá lóc Thoại Sơn hiện nay rất phong phú và đa dạng. Ngoài các loại khô xẻ tẩm ướp gia vị truyền thống một nắng hai nắng hoặc khô ba bốn nắng, nay các chủ cơ sở còn chế biến thêm khô cá lóc nguyên con loại nhỏ, khô sợi loại bóc da xẻ từng miếng nhỏ đem phơi. Nghề làm khô ở Thoại Sơn thì mỗi cơ sở đều có những yêu cầu bí quyết gia truyền riêng. Để làm được con khô ngon, chất lượng, yêu cầu đầu tiên là tìm nguồn nguyên liệu sạch, an toàn cùng những quy trình chế biến. Cũng là quy trình làm khô cá lóc như bao nơi khác, nhưng kỹ thuật làm khô cá lóc ở Thoại Sơn có phần khác biệt hơn. Mình để là làm ra con khô vậy thì mình trải qua những cái công đoạn nó khó gì không cô Bảy? Với tay nghề của mình thì nó cũng vừa thôi. Trước hết thì mình phải làm, mình phải coi cái sản phẩm, mình coi cái hàng, cái con cá mình mua á, cho nó đạt chuẩn đi, nó đúng quy cách của mình. Rồi là sống đẹp, mạnh đẹp. Đặng mà mình về mình chế biến cho nó đẹp cái con khô. Cái phần mình mua đẹp. Mà khô, con khô sống về rồi mình phải làm sao, trải qua những cái công đoạn gì mới nên cái thành phẩm con khô như vậy hả cô Bảy? Xin cô Bảy chia sẻ hả cô Bảy? Nếu như vậy thì mình phải lựa con cá cho nó sống nè, sống nó mạnh nè, rồi mình mới là đập đầu đánh dãy. Đánh dãy rồi mình mới thổi ra nó được như vậy. Là có giai đoạn 1. Mình có ướp gì để cho nó ngon, cái thứ nó riêng biệt của cái thương hiệu sản phẩm của mình không cô Bảy? Thì khi mà mình làm xong rồi sạch rồi thì mình phải rửa, cạo rửa xong rồi mình sẽ ướp muối. Rồi là xong. Chỉ có như vậy thôi chứ mình không có phụ gia gì cả. Khác với những nơi khác, khô cá lóc Thoại Sơn mang đặc trưng riêng bởi chất lượng ngon, không phẩm màu, không chất bảo quản. Chính vì thế, khô cá lóc Thoại Sơn đã tạo được thương hiệu, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Đây có thể coi là bí quyết giúp khô cá lóc Thoại Sơn không có mùi hôi và cũng không bị rùi đeo như những nơi khác. Khi mà khô cá lóc này nè, mình ướp gia vị rồi mình đem phơi nắng gắt thì là mấy trải qua mấy nắng mình con khô mình nó thơm nó ngon đó cô Bảy. Mình ướp muối xong rồi mình rửa sạch đi, rồi mình để ráo mình, yeah. Rồi mình đem lên đây phơi. Phơi thì 3 nắng này nó sẽ thành con khô rồi cô ơi. Khô cá lóc tuy đơn giản nhưng lại gây nghiện với nhiều thực khách, bởi khi chế biến lên, cá có hương vị vừa giòn vừa béo, hòa quyện với mùi thơm đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Thưởng thức món ăn đặc sản độc đáo này một cách dân dã và đơn giản nhất có thể làm gỏi, ăn khô với cơm hoặc chấm với nước mắm me. Đây là đặc sản du lịch của huyện Thoại Sơn. Tùy theo khẩu vị của từng người mà khô cá lóc có nhiều cách để chế biến. Mỗi món sẽ có hương vị đặc trưng riêng như khô cá lóc gỏi sầu đâu mà chúng tôi giới thiệu sau đây. Với một vài nhánh sầu đâu non hoặc bông sầu đâu, khô cá lóc đem nướng hoặc chiên
cùng nhiều nguyên liệu đa dạng, tùy theo khẩu vị của từng người, mang lại cho món ăn hương vị độc đáo khó quên. Sau đó lấy tép tỏi và ớt bằm nhuyễn, cho thêm đường, một ít nước mắm vào chén, rồi quậy đều hỗn hợp cho tan trước khi trộn. Cuối cùng cho gỏi ra đĩa kèm chén nước mắm me. Chị nhìn món gỏi với đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng đã thấy hấp dẫn. Gắp một miếng khô sầu đâu chấm vào chén nước mắm me, đưa lên miệng nhai chậm chậm. Vị béo của thịt, vị chua của xoài hòa lẫn với vị đắng hậu ngọt của lá sầu đâu thấm dần vào vị giác, len xuống tận cổ, làm ta nhớ mãi hương vị đặc trưng này. Khi mà mình ăn lá sầu đâu này nè, khi mà mình ăn cái đậu nó đắng đắng, còn mình ăn cái lâu nó cảm giác nó ngọt ngọt lắm luôn nè. Món gỏi vừa có vị mặn của khô cá lóc, vị chua ngọt của nước mắm me và đặc biệt là cái đắng của lá sầu đâu, đảm bảo sẽ làm cho bạn không khỏi xao xuyến vì gợi nhớ lại cảm giác thân thuộc của quê nhà Thoại Sơn thân thương, và dù đi đâu vẫn nhớ mãi hương vị hấp dẫn khô cá lóc Thoại Sơn.